Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 39. Sao mà cậu vẫn ngồi ngoài này vậy? Vì lúc chiều ba cậu đó la cậu sao? Ngoài này lạnh lắm đó, vào phòng chú đi. Chú đợi cậu kìa. Mình không vào trong phòng chú đâu. Mình thấy có lỗi với chú lắm. Hả? Chỉ vì cậu không đứng ra bảo vệ cho mình khi tụi nó nói chú. Không có đâu mà, chú không có biết chuyện đâu. Chú biết chuyện đó mà. Vậy hãy tới nhà của Đa Chơn đi. Đa Chơn cấm mình không được bước chân vào nhà cậu ấy. Cậu ấy nói mình nhát gan. Vậy mình sẽ ngồi đây cạnh cậu. Nếu mà chú cơn chơn thấy sẽ kêu cậu vào nhà. Nhưng mà cậu cũng nghĩ là mình là đứa nhát gan đúng không? Đâu có, mình thấy cậu rất thông minh. Thằng nhóc hồi chiều có ba làm cảnh sát, mai kiểu gì cũng tìm mình thôi. Cho nên mình thấy hơi sợ. Vậy thì mình làm nhân chứng cho cậu nha. Nhân chứng gì hả? Mình sẽ nói với họ là cậu không sai, mà đó là lỗi của tụi nó. Wow, cậu giỏi thật đó, biết tất cả mọi thứ. Cảm ơn cậu nhiều nha. Hay là tụi mình chơi cái này nha. Được đó, chơi đi. Có lẽ cậu không xem mình là một người bạn, nhưng mà mình thì luôn xem cậu là bạn đó. Mình xin lỗi nha. Cậu có gặp Chen Hun ở trường không? Sao cậu lại không tới lớp của cậu ấy? Tình hình của tụi mình không dễ làm như vậy đâu. Mặc dù mình có thể xem như là không có chuyện gì, nhưng mà cậu ấy đã nói quá rõ ràng rồi. Khi cậu ấy tình cờ nhìn thấy mình thì cậu ấy đã né tránh để đi cùng bạn. Cậu ấy thậm chí còn không về nhà. Cho cậu ấy thêm thời gian đi. Thật ra thì mình đã yêu một người khác rồi. Mình xin lỗi cậu nha. Mình thực sự không yêu cậu. Cậu hãy từ bỏ đi, được không? Mình xin lỗi. Có chuyện gì vậy Đa Chơn? Bộ hai cậu chia tay hả? Cô đúng là có mắt nhìn đó. Cái túi này rất hợp với người cầu kỳ như cô. Tôi nói thiệt đó. Ôi trời ơi, sao bà da của cô trắng sáng như vậy hả? Nè, cô chăm da mặt thế nào vậy? Cảm ơn cô nha. Mong là cô sẽ thích nó. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, xin cảm ơn quý khách. Chỉ là một cái ví thôi mà, tại sao mẹ lại phải tân bốc người ta làm gì? Mẹ phải nuốt cái tôi của mình lại trong ngành này. Tiếp mấy cô gái này tốn nhiều năng lượng, mà có lúc họ tới cửa hàng không có ưng cái đầu hết trơn. Nịnh nọt người ta quá là mẹ khát nước luôn rồi. Mẹ à? Ừ. Con có nên chia tay với Chen Hun không mẹ? Tại sao? Mẹ cũng không muốn con sống phần đời còn lại của mình mà tổn thương niềm kiêu hãnh mà. Sao nó làm tổn thương được? Nó rất tự hào về con mà. Mẹ biết ba mẹ của các cô gái làm gì khi họ kết hôn với một bác sĩ hay không? Con nghĩ là kiểu gì cậu ấy? Ngày nào đó cũng sẽ làm tổn thương chúng ta thôi. Thằng bé học ngành y không phải hưởng lợi từ phía ba mẹ vợ. Nhưng mà con vẫn nghĩ là cậu ấy sẽ làm như vậy thôi. Trời, kiêu hãnh sao?
Con không thấy mẹ vừa hạ mình để định đoạt cô gái trẻ đó hay sao? Mẹ, thực ra thì con và Trương Hun chờ một chút, mẹ gọi điện cho bạn của mẹ đã. Mình đây. Mình tưởng là cậu sẽ qua chơi, sao không đến vậy? Trời ơi, mình không bắt cậu phải mua túi cho mình đâu. Hả? Cậu đang rửa chén hả? Được rồi, không sao, lát nữa mình gọi lại ha. Thấy chưa, bạn mẹ còn không nghe mẹ nói hết câu nữa kìa. Mẹ thà đi nài nỉ nịnh nọt người lạ còn hơn người quen đó. Ai trời. Bình Xúc là mình đây. Mình đã mơ thấy cậu nên muốn hỏi thăm chút. Cậu không muốn qua chỗ mình ngồi chơi chút không vậy? Cậu đến đây đi. Hay là tụi mình ra ngoài uống cà phê ha? Mình hiểu rồi. Được, mình hiểu mà. Trời ơi, ba đang làm gì vậy ba? Sau khi mẹ con bắt đầu đi làm thì nhà mình bừa bộn lắm. Ba để con thay đồ rồi làm cho. Mấy hôm nay mẹ con hay than vãn trước khi đi ngủ đó. Mẹ con đã phải vật lộn để nâng cao hiệu suất làm việc sau khi bị la. Tuổi mẹ con hả? Thì việc đó cũng không dễ dàng, phải nịnh nọt như người khác. Nhưng mà như vậy thì ba cũng không cần phải ngồi đây lau sàn nhà, trong khi ba chưa bao giờ làm việc này mà. Khi ba ngày càng già thì ba lại càng quan tâm đến mẹ con hơn. Trước nay ba hay đối đãi với người ngoài mà không để mẹ con giữ hết tháng lương, cho nên mẹ con mới quyết định phải đi làm. Ba chỉ thường hay giúp đỡ những người khó khăn thôi mà, ba đâu làm gì sai chứ. Ba của mình quỳ gối để lau sàn, và mình cũng đã để ý là ba cũng đã rụng nhiều tóc ở phần giữa đầu này trống trơn. Mình không nhận ra ba đã lớn tuổi rồi. Cậu đã đợi đến khi mình hết tiết học sao? Tụi mình hãy nói chuyện đi. Trân Huynh à, mình biết rất là khó, nhưng mà cậu không thay đổi quyết định hay sao? Nếu mình là người duy nhất phải từ bỏ thì tin mình đi. Mình làm điều đó là vì cậu mà, thực sự luôn đó. Mình thừa nhận không nên giữ cậu lại như vậy. Mình đã dựa vào cảm xúc mà cậu dành cho mình. Nhưng tụi mình chỉ mới sống được có 20 năm thôi mà. 12 năm trong 20 năm đó, hai đứa tụi mình cũng đã trải qua tuổi thơ cùng với nhau. Có đúng không? Mình không thể nói cho ba mẹ biết chuyện của tụi mình được. Nhưng mà thật ra thì không phải là lúc nhỏ cậu đã dành hầu hết thời gian ở nhà mình. Cậu ăn học và thậm chí ngủ ở nhà mình hay sao chứ? Cậu không thể làm như vậy nếu như cậu nghĩ đến ba mẹ của mình. Đối với ba mẹ thì mình chính là tất cả, cho nên mình xin cậu đừng làm như vậy được không hả? Mình xin cậu. Cậu xin mình như thế này không phải là tính của cậu đâu. Mình sẽ tự đi nói với mọi người. Cái gì? Mình sẽ nói cho ba mẹ cậu biết về chuyện của hai đứa mình. Bác Trần Huynh, mình nghĩ mình ở bên cạnh cậu để có thể trả hết ơn nghĩa. Mình sẽ nói với ba mẹ của cậu chuyện này và hỏi họ cậu có muốn vậy không.
cậu nói là trả hết ơn nghĩa sao? Mình không ngờ cậu là người tàn nhẫn như vậy. Bực mình quá mà. Cậu đang ở đâu vậy? Trả lời mình đi. Cửa hàng tiện lợi. Cậu cứ ở yên đó nha. Mình tới ngay. Mình sẽ đến trong 10 phút nữa. Đừng có hòng đi đâu hết đó. Cậu nghĩ sẽ được tha thứ và làm gì cũng được vì tình yêu của cậu sao? Cậu đừng kích động nữa. Đối với mình cũng rất khó. Chú Cơn Su từng nói với mình rằng khi cô Sê Chi và thầy Ly đề nghị là muốn giúp đỡ chú ấy, nuôi dạy mình như con gái ruột, chú ấy nói là cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu như mà không có cô và thầy Ly giúp đỡ, cậu nghĩ là chú nuôi nổi mình hay sao hả? Vậy mà giờ cậu muốn mình chấp nhận tình cảm của cậu? Cậu hy vọng mình chấp nhận tình cảm của một người đã bỏ rơi Đa Chơn như một món đồ vô dụng hay sao chứ? Tình yêu của cậu vĩ đại đến mức vậy sao? Nó có đủ ngọt ngào để làm cậu phát điên lên hay không hả? Mình không cần một tình yêu đáng xấu hổ như vậy đâu. Cậu đừng có làm mình phát điên lên được không? Cậu nghĩ là mình sẽ cảm thấy bình thường sau khi nói sự thật với Đa Chơn hay sao chứ? Trái tim của mình vụn vỡ ra vì mình đã phải nghiến chặt răng để nói ra những lời đó. Nhưng mà mình đã quyết định để cho mọi thứ khác ở trong đầu của mình, trừ sự thật duy nhất là mình yêu cậu thôi. Cậu đừng có làm mình phát điên lên được không? Cậu nghĩ là mình sẽ cảm thấy bình thường sau khi nói sự thật với Đa Chơn hay sao chứ? Trái tim của mình vụn vỡ ra vì mình đã phải nghiến chặt răng để nói ra những lời đó. Nhưng mà mình đã quyết định để cho mọi thứ khác ở trong đầu của mình, trừ sự thật duy nhất là mình yêu cậu thôi.